pha xử lý khá nhanh, Dương Thưởng dứt điểm ngay, rất nguy hiểm. Bóng đã đi sượt cột dọc. Đó là một tình dứt điểm rất nhanh đến từ cao thủ 91. Tình dứt điểm của số 10. Và trước đó thì số 10 Dương Thưởng đã có một tình huống tranh chấp bóng 50-50. Khá hay. Có, không vào. Lại là số 9 Dương Đoàn. Lần này thì Dương Đoàn thậm chí còn có cả thời gian và có cả không gian để trình bóng và xử lý. Anh đã đưa ra một tình huống đẹp lòng trọng và là không thể chiến thắng được Sinh Bèo. Quá hay. Nhưng ngày hôm nay thì đang đứng trước bóng đang là Duy Bảo Vệ. Một góc sút thuận lợi dành cho chân phải. Thống bốc ba. Một pha đá phạt với một lực sút khá tốt. Nhưng trái bóng thì nó đi vẫn hơi cao. Và trận thi đấu bán kết 2 lúc này đang diễn ra với một thế trận cân bằng. Đó là một đường chuyền hơi mạnh của Dương Đoàn về dành cho tài xế. Vẫn là tài xế Dương Đoàn. Dứt điểm ngay. Goal! Một siêu phẩm. Như vậy là một siêu phẩm đã đến từ tài xế. Và không biết là trong pha đệm lòng vừa rồi thì bóng có chạm vào trung vệ hay không. Mà chúng ta đã thấy là Sinh Bèo dường như đang quá bất ngờ. Và có vẻ như Sinh Bèo thì đang nghiêng hoàn toàn về bên tay phải rồi. Và chúng ta cũng xem là tính vừa rồi một bàn thắng rất đẹp đến từ tài xế. 1-0 dành cho 97. Và có vẻ như đường lên trước bóng tiếp tục đang là Duy Ba Bể. Rất nguy hiểm. Lại là một siêu phẩm. Một siêu phẩm đến từ Ba Bể. Một pha đá phạt vào đúng góc hiểm và Sinh Bèo một lần nữa đã phải bó tay. Đây là siêu phẩm đá phạt thứ tư trong mùa giải này. Và đó là Duy Ba Bể 2-0. Và chúng ta hãy cùng xem lại một đường cầu vòng khuyết mỹ mèo đến từ Duy Ba Bể. Một pha đá phạt đủ điểm rơi. Và đủ độ hiểm và đủ độ chính xác. Thôi. Lần này thì tài xế một lần nữa thì anh đã truyền qua được cầu thủ kinh nghiệm như là Dương Luận. Không phải là một lựa chọn dứt điểm vào góc xa. Mà lần này thì tài xế đã thực hiện một pha bóng đệm lòng vào góc gần. Và anh Ngô Vân dứt điểm ngay. Rất nguy hiểm. Mặc dù là bóng đã khẽ chạm vào tay của Sinh Bèo. Nhưng nó cũng đã sẽ khẽ chạm vào cái xà ngang rồi. Và suýt chút nữa thì đã có một tỷ số 3-0. Chúng ta cùng xem lại tình quay chạm vừa và một lực sút khá tốt đến từ Ngô Vân. Nguy hiểm. 3-0 rồi. Sai lầm đến từ Sinh Bèo. Và có vẻ như lần này thì Sinh Bèo đã quá tự tin về khả năng bắt bóng dính của mình. Tưởng chừng như đó chỉ là một pha bóng đơn giản. Nhưng Sinh Bèo đã ôm bóng không dính và bóng đã tìm tới một vị trí của cầu thủ số 30 bên phía 97. Đó chính là Dương Hiển. Một trung vệ ghi bàn 3-0. Đường chuyền vào Harry Kane. Có, không vào. Và có vẻ như ma lực ở trong khung thành của Tiến Baker đang là cực kỳ mạnh. Đằng này thì Nguyên Mạnh đã có một thứ cực kỳ thuận lợi rồi. Harry Kane xoay sở thành công và đưa ra một thứ. Văn Dũng bàn bật khá nhuyên. Pha xử lý hay. Vũ Hiếu quá người. Một siêu phẩm, quá đẳng cấp. Vâng, không còn gì để miêu tả thì lúc này nữa rồi. Tinh tế, đẳng cấp. Và pha dứt điểm thì cực kỳ quyết đoán. 4-0 dành cho 97. Một thứ dứt điểm không khác gì những siêu sao của bóng đá thế giới cả. Và các thủ 97 có sự thay đổi người. Ngô Vân rời sân, vào sân là Dương Huy, số 26. Bình luận chuyên sâu các giải đấu bóng đá phong trào, phân tích soi kèo các trận đấu đỉnh cao mỗi tuần, tổng hợp tin tức chuyển động bóng đá khu vực. Chúng tôi là người chuyên lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng.